lúc trước là già bị tiền đình đúng không ạ? Thế là già uống khoảng bao nhiêu lâu thì thấy nó không bị đau đầu nữa nhỉ? Hơn tháng thì từ khi đó là thấy thời tiết nó thay đổi một tí nhưng mà vẫn không sao. À vậy không sao. Trước kia à. Cái mặt lúc này trẻ hơn hôm trước. Không kéo trẻ hơn em. Bình thường. Nhìn vào đây đẹp lắm. Đẹp sao? Nhìn vào đây nó quay đi mà. Già uống không? Chấp cho già con xem. Chứ còn trước kia này tôi nói thật chứ giờ giờ này tôi rất mệt. Đau đấy. Đầu, ừ, đau đầu. Không thể nào mà thấy được. Mà cứ chóng vóng, cứ quay cả mặt này. Đấy em đang mà. Ngồi mà em đứng lên nhưng còn sưng tới mắt xích là ngã. Không, sưng tới mắt thì ít khi nó đã bị nhưng mà sợ nhất thì phải tiền đình. Tiền đình chỉ muốn nằm thôi mà nó cứ nôn nao dạo dục buồn lôi. Thế mà uống cái này khoảng một tháng là đã ừ, bắt đầu. Đấy. Thì thấy từ hôm ý mà thời ra thấy kiểu thời tiết nó thay đổi đột ngột. Vẫn khỏe mạnh bình thường. Ôi hạnh phúc thế nhở. Nó không có kinh khủng lắm lúc trước nữa. Cứ rời thuốc ra chuyện này đấy là già là uống một tháng là hết nè, gần một nọ 3 gram mà hôm nay là già bắt đầu là lấy đến cái nọ 3 gram thứ hai. Già tao vẫn còn à, phải đến hơn 1 gram nữa. Thế đấy là hết là 2 gram nhở, 2 gram mà đã đạt hiệu quả cao như thế rồi, thế này quá là tuyệt vời. Da thì đẹp lên này, tiền đình thì khỏi. Nhiều người có bảo là sao da đẹp thế mà còn phải gì vào đây, ta đang trải nghiệm mình. Không phải cái ta đang trải nghiệm cho nó thế nào. Sao không uống là mê. Bà Vinh nhà này hôm qua bà ấy xuống thì tôi mới bảo là sao hồi này cứ nhìn bà là mê quá. Thôi bà bỏ cái sữa kia đi, chưa là uống cái sữa ấy đấy, cũng gì đấy. Sữa non ý. Sữa non à. Ừ. Thế nhưng mà uống cái ý là phải nhịn, uống trước khi ăn nửa tiếng, nhiều khi cứ không tuân thủ được đúng. Một cái thứ hai nữa là đói không chịu được. Đói không chịu được. Thế tôi bảo thôi tốt nhất là bỏ đi. Chuyển sang cái này. Thế mà bà cứ từ nay đến hôm này bà cứ bảo cháu ăn lấy cho em. Lấy cho em thì em dám lấy. Da của em là sau khi đấy. Uống một nọ là đã thấy là rất là tốt và giới thiệu cho mọi người cùng trải nghiệm sao không.